Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Này siêu nhân bù, siêu nhân không bật phần mềm bước ba rồi. Ui ơi, ui ơi, ui ơi, cái nào siêu nhân ơi, gáy, tao nghe cái siêu nhân alo, mày xem video mày gáy cái ngạ là xin nhẹ cái trận thắng này siêu nhân nha. Ok, hello, xin chào tất cả bạn và chào tất cả bạn đến với channel của mình. Mình lại là Rubede và vợ là mình. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một clip về Free Fire. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì anh em đừng quên là tham gia vào group Free Fire của mình và theo dõi về Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình. Và hãy nhớ là like và fanpage Ruby của mình nhé. Đấy, và anh em biết không, này, tôi nói kể cho anh em một cái câu chuyện về hàng siêu nhân hả. Thì hôm qua là các bạn biết đấy là tôi bị chính cái vụ mà nó đổi hết ạc của tôi trong đó thứ đó. Nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa đổi lại được. Nhưng mà mấy cái ạc thì nó đổi nó những cái từ ngữ nó hơi tục tiểu tí. Nên là tôi vẫn tiếp tục là chơi cái ạc, cái ru mất ạc này. Đấy. Và các bạn biết một điều là các bạn biết cái gì không? Nó lại tiếp tục nhắn tin với tôi nữa. Nó lại không tha cho tôi nữa các bạn à. Đây, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem tin nhắn này. Nó đang nhắn tin với tôi luôn này. Đây, cái thằng cương vạ mày tiếp tục chửi mình, nó chửi cái gì đây để mình hỏi em. Làm sao? Nay mình đậu xanh hết chuyện rồi. Cứ hít kiếm chuyện với tao vậy hả? Đậu xanh cay thực sự em ạ. Thằng này, cái thằng cương phạm nó cứ hít kiếm chuyện với mình vãi nồi luôn em ơi. Biết không các bạn thấy không, hôm qua bây giờ mình đã lấy lại được ạc mà thằng này lần nào nó cũng nhắn tin với mình suốt luôn các bạn ơi. Nhắn tin với mình mãi luôn. Đậu xanh. Ê con chó ủ ẹ. Cho tao solo lại coi. Ta với mày hết chuyện rồi. Alo. Solo gì nữa ba? Mày rảnh hả? Mình quá là mệt mỏi luôn rồi các bạn. Mình siêu mệt mỏi cái thằng này luôn rồi anh em ơi. Đậu xanh thực sự luôn. He he. Quên. Mày đếp có tuổi solo với bố mày. Xanh lại dở cái chứng trẻ trâu. Cái nghề mình thấy kiểu mình rất là ghét bị kiểu mà nó nói khiêu khích mình vậy nè anh em. Thế mày có giỏi mà ra đây solo với tao lần nữa. À quên, mày làm gì có cửa thắng tao. Để tao kêu hằng đệ tử trong quân đoàn tao ra solo với mày. Chó ngu. Đấy các bạn thấy không, đấy mình chửi là phải chửi như thế, các bạn chửi là phải chửi cho tới cùng. Chửi cho mấy cái thằng trẻ trâu như này nó chơi anh em à. Chứ mấy này nhớ trẻ trâu quá, chửi không nổi ba. Đây anh em thấy không, đấy mình phải chửi là chửi như thế này anh em ơi. Để nó rely lại cái gì anh em à. Ok, vô liền mày này. Tự nhiên gã solo chứ không biết à. Mệt ghê luôn à. Ghét là tôi mệt đó mấy ba, chưa gì bằng cái ngu như này liên quan tới thằng này biết mệt ghê luôn á. Ok anh em ơi, đây là bây giờ mình đã thuê cái thằng là cao thủ đây. Cái thằng đây là nó đã mua cái ạc khác. Đấy các bạn thấy không, mình chả biết nghĩ sao nữa. Đấy mình đã thuê một cái thằng cao thủ trùm one shot Việt Nam luôn. Đây có tên là đó, đây còn thằng này là cái thằng siêu nhân nha anh em. Đấy anh em có thể thấy đây là cái thằng siêu nhân nha anh em. Còn cái này là cái thằng cao thủ mà mình đã thuê. Đấy, okay, sao nó nghiêm vậy? À đây gọi đang đi nè anh em. Để em coi cây hai cái thằng này sẽ chiến như thế nào. Tại vì mình đâu bây giờ các bạn biết không, lúc mà hỏm á mình không có quay kịp. Ôi trời, các bạn xem nó chạy kìa. Ôi trời ơi, đấy là mình không chơi lại cái thằng siêu nhân anh em ạ. À, đây anh em có thể thấy cái thằng siêu nhân bắn này. À, cái tình của siêu nhân bắn này. Đấy 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 các anh em thấy không, đấy tình siêu nhân nó bắn cũng căng đấy anh em. Đấy và đây là cái thằng cao thủ này, anh em có thể thấy đây thằng cao thủ. Đây xem cho anh xem bắn. Ôi trời, thế này nó mới đáng đồng tiền chứ anh em. Bên đây thấy không, ấy anh em, đây là một trận chiến giữa trùm one shot Việt Nam và siêu nhân ấy, trùm siêu nhân ấy, trùm ôi ơi 69 bá vào đầu. Thằng siêu nhân nó bị hất hủ rồi anh em ơi. Đấy nó chỉ chơi được cái ui rồi, nó chỉ chơi được cái chạy nhanh speed thôi. Ôi trời ơi, và phía bên cao thủ chỉ còn lại 95 máu và siêu nhân lại còn lại 59 máu anh em ơi. Đấy và cái đây cao thủ bây giờ là cao thủ đang cố gắng là hồi máu lại và thằng siêu nhân thua rồi anh em ơi. Vãi nồi thực sự luôn, thua rồi anh em ạ. Vãi cái chuối ơi. Ôi ôi siêu nhân ơi là siêu nhân. Đây mình thuê cái cao thủ này đáng đồng tiền bắt gạo qua anh em ơi. Bây giờ là cái tỷ số của bây giờ của chúng ta đang là 1-0 nghiêng về phía là trùm quanh sọt bên mình nha anh em. Cái thằng tôi rất là cay luôn cái thằng siêu nhân này anh em ạ. À, đây rồi, để coi cái thằng siêu nhân này nó sẽ trả giá như thế nào với trùm quanh sọt của anh em của tôi. Và cái bạn cao thủ này sắp tới là mình sẽ ơ kìa.
Ok, sao thằng kia nó đi luôn rồi anh em? Vãi cả chuối thật sự anh em ơi, nó đi mất tiêu rồi. Vãi nồi hay là nó nhường ta? Mình nghĩ là nó có thể là nó nhường các bạn ơi. Đấy, mình cũng chả biết tại sao. Ai bây giờ cái hai đây xem coi hai đứa nó như thế nào anh em ạ. Ấy, bây giờ là trời ơi, cái thằng siêu nhân này như nó mất thế rồi anh em ơi. Thấy con siêu nhân này. À, siêu nhân nó không bật speed, nó không bật cái gì mà chạy nhanh lên nữa rồi anh em. Nó nhất định là để bắn chai luôn. Tại vì dạo này mình hay cà khịa đó. Tại vì nó nhờ có cái siêu nhân nó mới chơi hay anh em. Chắc nay nó giỏi anh em ạ. À, đây rồi, để coi càng siêu nhân nó sẽ bắn như thế nào các bạn. Để xem, đây là cái bạn cao thủ phía này mà mình đã huê, là bạn này cũng sắp tới sẽ về quân đoàn Hero Team của mình luôn nha anh em ơi. Đấy là mình đã mời dữ lắm mới về đó anh em ạ. À, để xem coi cái ông này bắn như thế nào. Ai, siêu nhân bắn nó tệ đấy nha. Ê, siêu nhân hôm nay, ui, siêu nhân coi chung là múa keo cũng hơi bị căng đấy anh em. Anh em mấy hôm nay múa keo cũng hơi bị pro đấy anh em. Ôi ơi, siêu nhân ơi, ông siêu, ôi ôi ôi, ôi ôi, ông siêu nhân bắn quả cháy mấy bạn ơi. Ai, siêu nhân bắn quả cháy thật sự luôn anh em ơi. Ui ôi, để xem coi siêu nhân sẽ làm gì tiếp theo đi. Bên là cao thủ, bây giờ là ai cao thủ đang chuẩn bị ra sức phản công lại và chuẩn bị đang đi hồi máu anh em ơi. Để coi coi siêu nhân sẽ như thế nào. Cả hai đều có kỹ năng nghe anh em ơi. Đấy, một đứa thì kỹ năng siêu nhân. Ôi trời ơi, siêu nhân ơi là siêu nhân. Gây đi con, mày gây tao nghe nè siêu nhân ơi. Trời ơi, siêu nhân ơi là siêu nhân. Rồi bây giờ siêu nhân bây giờ đã thua 3 trận rồi anh em ơi. Đấy thôi, mình tính 2 trận thôi. Tại vì cái trận lúc nãy là siêu nhân như là bị out game ra. Ôi trời ơi, full cây đỏ luôn nha. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ông nội này bật tóc biến lên chạy bắn rồi anh em ơi. Cao thủ mình. Ôi ôi ơi, bật tóc biến luôn, vẫn không chơi lại với bên mình anh em ạ. Ôi ôi, cay quá nha. Bây giờ ông nội siêu nhân kiểu cay thực sự luôn đây. Mới đúng là cay nè anh em ơi. Ôi ôi, bật tóc biến, bật chạy nhanh, bật xe buýt lên vẫn không chơi được. Trùm one shot bên mình các bạn ạ. Ôi cay gà. Gà là gà đang gáy, ơ ơ là một ngày mới. Ôi ôi bạn ơi. Rồi để mình sẽ ngồi, mình sẽ play cam ở bên hàng siêu nhân để xem coi siêu nhân nó sẽ chơi như thế nào anh em. Đấy, siêu nhân bây giờ hình như nó không bật cái phần mềm siêu nhân lên gì các bạn. Nên nó bị quên hay gì, hay là nó giỏi mình quá trời ta. À, đây là trùm quan sọt bây giờ đang đi móc lớp các bạn ơi. Siêu nhân thì không biết, siêu nhân cứ đứng đây ngồi ke ke thôi. Nói chung thì siêu nhân này cũng có kỹ năng, nhưng mà nó về phần nó chơi cái phần mềm thứ ba thì nói chung là cũng không ổn cho lắm, cũng không tốt, nhưng mà nói chung cũng không sao. À, để xem coi siêu nhân này sẽ chơi như thế nào anh em. À, để coi coi, chắc là siêu nhân hôm nay chắc cũng không chơi cái gì đâu các bạn. À, này nó chơi ạc này. Nói chung là hai đứa đang giao tranh với nhau căng thẳng ấy. Cũng căng thẳng anh em ạ. À, đây xem coi các anh em ơi. Ui giờ hai đứa đang chơi trốn tìm nhau tại. Hai đứa này đang chơi trốn tìm với nhau. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ui rồi. Để mình sẽ xem play cam bên siêu nhân nha anh em ơi. Ai à, đi xem lên siêu nhân. Ui rồi ơi. Đây rồi, trời ơi, trùm quanh sọt bây giờ chỉ còn có 200 máu thôi anh em ơi. Bây giờ cái này là trận này 500 máu mà anh em. Đấy, để coi coi siêu nhân bây giờ vẫn chưa mất miếng máu đâu. Cả thằng quỷ này nó cứ muốn keo ấy nha. Ui rồi. Ui rồi, cứ muốn keo éo nào ở đây. Ui rồi, full máu đỏ luôn. Và bây giờ là siêu nhân đã gỡ được một mạng rồi các bạn ơi. Ấy, gỡ được một kill rồi. Thật là tiếc cho bên trùm quanh sọt bên mình. Và mình vẫn mong là thằng trùm quanh sọt ở bên mình nó vẫn chiến thắng các bạn ơi. Ấy, là đây coi cài siêu nhân. Ấy, siêu nhân thể hiện trình độ. Siêu nhân thể hiện trình độ đây. Rồi các bạn biết không, tại vì mỗi lần mà hàng siêu nhân này á bị mình mà đăng một clip lên là siêu nhân bay ạc các bạn ơi. Siêu nhân bay ạc mà, tại vì mình kêu mọi người report nên nè, mọi người report giúp mình ạc này của nó luôn nha. Ấy, ai UAD của nó nè. Ấy, mình like cho nó coi nè. Rồi sẵn tiện báo cáo luôn nè anh em ơi. Sẵn tiện báo cáo nè. Ấy. Chơi là phải chơi chó các bạn. Ấy coi thấy không? Ok, chúng ta xem tiếp nè. Để xem coi siêu nhân sẽ chơi như bắn cái bắn của siêu nhân như thế nào nha anh em. Ủa mà sao nó chơi với thằng đệ trùm quanh sọt của mình mà nó bắn bình thường vậy, mà sao nó chơi với mình nó bật gì đâu không vậy? Chơi gì kỳ cục. À, nổi nó che nó thiệt chứ. Đây, cái thằng ôi ôi, bắn căng phết đấy đùa anh em ơi. Ai câu đây trùm quanh sọt của mình. Ôi giời, trùm quanh sọt mình nó cũng bắn ngang ngửa cái thằng siêu nhân anh em ạ. À, đây em coi. Ôi ôi. Được, được. Mày gáy đi siêu nhân ơi, mày gáy đi con, mày gáy đi. Mày gáy đi, gáy tôi nghe thử siêu nhân. Gáy. Ấy các bạn không sợ dăm ba mấy này các bạn. Được rồi, để coi coi siêu nhân sẽ thể hiện trình độ như thế nào. Bây giờ siêu nhân nó hất thế rồi anh em ơi. Trùm quanh sọt bên mình là nó chơi 5 kill luôn rồi. Bây giờ siêu nhân sao chơi lại mình sẽ xem bên trùm quanh sọt anh em bên mình nha đây. Trời, anh em tao bất dẹt 26 sơn la lắc đầu cái nhẹ.
Ôi, thấy không, thấy không? Người ta chơi là kỹ năng trao dồi, kỹ năng trao dồi là phải thế này nè, mà chơi không chơi mà ra keo búa keo mà nhức đầu luôn em, thấy không? Ấy siêu nhân tuổi gì mà chơi lại anh em? Siêu nhân làm sao mà chơi lại được? Ôi giời. Ôi giời. Siêu nhân bây giờ đang gỡ kèo lại em ạ. À. Nó đang gỡ cái tỷ số lại em. Ui giời, căng thật sự luôn. Ui anh em ơi, bây giờ là mình sẽ tia bên cái thằng siêu nhân tiếp tục bên đây, tại vì siêu nhân nó đang bắt đầu gỡ kèo lại anh em ạ. À. Ai hơi căng này, tình hình bây giờ là hơi căng đây anh em ạ. À. Siêu nhân bây giờ đang gỡ kèo lại anh em ơi. Đấy, tình hình là bây giờ là hơi căng đét đấy. Để mình xem cái siêu nhân nó bắn như thế nào anh em, cái trình độ của siêu nhân nó như thế nào. Ủa sao tôi nhớ là cái trình mà lúc nó bắn cái tôi thì nó bật chạy nhanh đó, mà sao giờ nó chơi bình thường vậy ta? Vãi cái chuối thật sự anh em ơi. Cái thằng cương vạm này hơi kỳ cục nha. Cương vạm ơi, cương vạm mày hơi kỳ nha. Mà chơi ai chơi lại mày. Ai, ui rồi. Đâu đây xem siêu nhân sẽ xử lý tình huống như thế nào nè, ra bơm keo của... Ôi chưa có nào, hai người chưa ai đã giết được ai cả anh em, chưa máu nào, chưa mất máu nào. Ôi giời, bây giờ là trùm quanh sập bên mình mắt này cũng gần nửa cây rồi ấy. Siêu nhân, ui. Ôi giời ơi. Siêu nhân ơi là siêu nhân. Còn một pha nữa thôi là siêu nhân nó đi rồi anh em ơi. Thằng siêu nhân này nó gáy bẩn kinh dị luôn các bạn ơi. Nó gáy mà tôi đau đầu luôn. Rồi bây giờ mày thử ngon coi. Mày thử coi ai. Bây giờ còn một trận thôi. Mình mong là cái bên mình sẽ thắng anh em ạ. Để mình biết mình còn gáy chứ. Bên mình mà mua là mình gáy không được anh em. Quê lắm. Ôi rồi thấy không. Thấy để bên tôi mấy bạn. Đây là giới thiệu luôn anh em luôn nha. Đây là lệ của tôi anh em nha. Sắp tới sẽ vào quân đoàn tôi. Hơi bị bắn thôi, bị pro đó anh em ơi. Trùm quanh sọt đây 2006 anh em nha. Trùm quanh sọt 2006 anh em nha. Rồi để xem đây. Ôi nó bật chạy nhanh lên kìa anh em. Và ai cái nồi thực sự luôn. Này nên này chắc nó không mời nó bắn theo kỹ năng của nó luôn rồi các bạn ơi. Nghĩ là hôm nay siêu nhân không chơi rồi. Nay siêu nhân buồn, siêu nhân không bật phần mềm thứ ba rồi. Ui ơi, ui ơi. Ui ơi. Gáy nào, siêu nhân ơi. Gáy, tao nghe cái siêu nhân alo. Mày xem video mày gáy cái ngạ là siêu nhẹ cái trận thắng này siêu nhân nha. Đó, anh em thấy chưa, anh em thấy chưa? Cái thằng siêu nhân đó trời ơi, bất lực lắm luôn á. Tôi mới thuê được một thằng đợi bắn hơi bị chuyện thôi các bạn thấy không? Đấy, thằng siêu nhân bây giờ không có cửa các bạn ơi. Siêu nhân dạo này siêu nhân xuống hế rồi các bạn ơi. Hổm nó solo hô mình cái mình chê nó như gì. Cái này giận các bạn ạ, giận giỏi. Người ta là giận giỏi các bạn ơi. Ai giận giỏi nên thôi, bây giờ nó thua rồi các bạn ơi. Ui giời. Ui giời, siêu nhân ơi là siêu nhân. Ngu. Đồ ngu.